đó à, phải lòng chị kia. Phải lòng chị kia. Hả? Chị kia. Dạ đúng rồi, chị hơn 7 tuổi. Wow. Trời ơi, con gì vậy trời? Con ngốc trong tình yêu đúng không anh? Con ngốc trong tình yêu đúng không anh? Con cua, con cua, con cua, con... Em muốn anh tự đặt lên chỗ nào của mình? Dưới gì ba? Thôi. Hey hey! Đúng rồi, xin hỏi! Hey hey! Lấy! Xin mừng lên! Xin chào mọi người, Hanover xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Dare You. Ngày hôm nay đảm bảo với mọi người luôn bao vui, bao hay, bao hấp dẫn. Bởi vì khách mời chúng tôi đã mời đến đây sẽ có rất nhiều thú vị để chúng ta cùng nhau khai thác, tìm hiểu về bạn ấy. Đó chính là mèo 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 Trần Đức Bo. Hello mọi người, em là Trần Đức Bo. Thì em rất là vui khi mà hôm nay em được góp mặt trong chương trình Dare You và được gặp anh Hoàng Rapper. Chào bạn, chào bạn. Em chào anh ạ. Dễ thương quá. Dạ. Trần Đức Bo, tên thật là Trần Phi Đức, là một hiện tượng mạng nổi lên trong giới trẻ Việt từ năm 2017 với loạt hình ảnh độc lạ và câu nói quen thuộc, thu hút hàng ngàn lượt xem, độ phủ sóng ngày càng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng. Những năm gần đây, Trần Đức Bo càng thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng khi lấn sân sang nhiều mạng xã hội khác nhau. Với hình ảnh của mình, Đức Bo nhận được nhiều sự chú ý cũng như những phản hồi trái chiều từ cư dân mạng. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận Trần Đức Bo vẫn có sức hút của riêng mình. Đức Bo ơi, từ trước đến giờ nè, thì có những cái tin đồn nào không đúng về bạn? Bạn hãy đính chính liền giùm cho Hoàng Rapper đi. Tất cả những cái tin đồn gì mà xảy ra thì đều là không đúng cả. Bởi vì nếu mà thật sự là sự thật á thì chắc chắn sẽ không bao giờ là tin đồn. Ê, có người đồn bạn có người yêu rồi là đúng không sao? Dạ đúng là em có người yêu nhưng mà cách đây 2 tuần. Ê, đồn đúng rồi. Đồn đúng rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn đồn là sai rồi. Hả? Từ từ nha, khúc này cấn cấn nó sẽ phát xét theo cái thì tương lai, hiện tại, quá khứ tiếp diễn đâu. Dạ. Đúng không? Thì cách đây 2 tuần như thế nào? Đây 2 tuần thì em có phải lòng chị kia. Phải lòng chị kia. Hả? Chị kia. Dạ đúng rồi, chị hơn em 7 tuổi. Wow. Từ từ. Là trước giờ có bao giờ lái máy bay chưa? Dạ có lái máy bay rồi. Cái mấy chị lần? À cái chị năm ngoái nữa là hơn em 8 tuổi. Năm ngoái hả? Dạ đúng rồi. Wow, có kinh nghiệm rồi. Nói chung là em cũng gọi là lùng lách và xe chỉ lùng kim. Là cũng phải gọi là lướt sóng và luồn lắc qua từng cái kẽ hở này cái các thứ. Thì cũng may mắn là em cùng tần số với lại là mấy chị. Thành ra là chắc có thể là bởi vì tính cách nên là mấy chị cũng có tình cảm với em. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc và nói chuyện với nhau và ngủ với nhau rồi á thì mới nhận ra là mình là chị em. Là chị em luôn. Đúng rồi, tại vì là em nghĩ rằng là cái nội tâm của em nó hơi dễ vỡ một xíu. Thành ra là chắc là em cần một cái người nào đó mà người ta có thể bảo vệ được cho em. À, ý không là vậy hả? Dạ đúng rồi. Trong khi mấy chị kia thì cũng mong muốn nó ai bảo vệ cho mình. Chính xác. Cuối cùng hai người cần được bảo vệ, cái tìm đến nhau rồi ai bảo vệ tụi mình đây? Đó, chị ngã em nâng. Ừ, còn trong khi đường hợp này hai chị em cùng ngã, không ai nâng ai nổi luôn á. Dạ đúng rồi. Ừ, cũng là do cái chữ duyên và chữ hợp nữa em ha. Dạ đúng rồi ạ. Tôi cảm nhận nha. Dạ. Bạn rất ngoan với những người yêu thương và đồng cảm. Ừ. Đồng hành với bạn. Và bạn rất lì đòn với những người nào mà tấn công và đả kích bạn. Lì đòn có nghĩa là bạn ok, thích thì chửi nó, cứ chửi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rất là lì. Có nghĩa là mình không có để những cái điều tiêu cực đó khiến cho mình gục ngã. Với lại là em thấy là thực ra là mọi người cũng chửi, là chửi em cũng gần 10 năm nay rồi chứ đâu phải là mọi người mới chửi đây đâu. Mà chửi rất chán hay sao? Giờ chuyển qua làm fan của Đức Bo hơi bị nhiều. Không thiệt, em thấy có rất là nhiều người á, người ta không thích em trên mạng nhưng mà vô tình ở một cái khoảnh khắc nào đó mọi người gặp em ở ngoài kìa. Xong rồi cái mọi người thấy em, xong cái mọi người nhìn thấy em nói chuyện là nhìn em giao tiếp kìa. Mọi người bị cuốn. Đổi thái cực liền. Nhất là mấy anh con trai nha, thề luôn á. Mấy bà toàn kiểu là hả, mấy bà nói là hả, tao mà gặp thằng này ở ngoài đạp xe tao xì lúc xe dắt bộ về. Nhưng mà có không? Có không? Không có xạo nha chứ bò la nha. Thật ra là cũng trộn vía là từ khi mẹ bước chân vào Sài Gòn sống tới giờ thì bắt đầu từ sau, từ về sau, từ ngày mai thì em không biết, nhưng mà hiện tại ngày hôm nay và quá khứ 5 năm trước thì em chưa bao giờ mà em bị một ai mà người ta gặp ở ngoài, người ta gặp em ở ngoài mà ta liếc em hay là người ta không dọa em. Chưa bao giờ luôn ấy, em toàn bị ghẹo không nha. Toàn trai thì ghẹo em. Biết sao mọi người, tại vì Đức Bo ở ngoài rất là dễ thương, đáng yêu và cực kỳ lễ phép. Điều đó khiến cho tất cả mọi người trong ekip nè, bản thân Hoàng Rapper là cảm thấy rất là thoải mái. Và đây là một nhân vật khiến cho chúng ta có đầy thiện cảm hơn
là những cái phản cảm mà chúng ta chỉ xem sương sương sơ sơ qua những hình ảnh nào đó mà cảm thấy không hợp nhãn, nên tìm hiểu kỹ hơn. Và điều kiện ngày hôm nay của Deju đưa ra cũng vậy, không chỉ là vượt thử thách mà cũng là để cho chúng ta hiểu về Đức Bo nhiều hơn nữa. Cảm ơn Đức Bo đã nhận lời tham gia nghe. Còn về mấy cái chuyện mà tình cảm cá nhân á, thôi mình gạt qua bên đi. Bây giờ độc thân vui tính nè quý vị. Nào, cái anh trai cái anh trai nào mà không dạ đạp xe đâu. Dạ, cứ tìm hiểu thoải mái về Đức Bo, bạn ấy dễ thương dữ lắm. Bạn ấy đã chia sẻ rằng em thích gây lộn với con gái, em thích gây thù chức quán với con gái, thì chắc em sẽ ghét con trai và em sẽ gây thù chức quán với con trai. Là bữa nay em chết tới con chuyện rồi, bữa nay em gặp đúng đối thủ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với những trò chơi thử thách cùng với Deju, và chắc chắn là Hoàng Đức Bo sẽ phải cố gắng hết sức mình để vượt qua cái áp lực khủng khiếp là Trần Đức Bo. Nào, bây giờ sẽ là trò chơi đầu tiên dành cho Bo và Bơ. Thử thách 1, đố biết con gì. Trong một hộp có nhiều mô hình con vật khác nhau, lần lượt từng người chơi thò tay vào hộp, bốc trúng con nào thì phải nói được con đó là gì rồi mới lấy ra khỏi hộp. Ai đoán đúng được nhiều hơn, người đó chiến thắng. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là trò chơi đầu tiên dành cho Đức Bo và Hoàng Rapper với một chiếc hộp bí mật. Bí mật với hai con người này thôi, chứ cả thế giới đều biết. Dạ, tụi em không biết bên trong đây có gì, nhưng mà mọi người ở ngoài đều thấy và hiểu, đảm bảo được sự an toàn và kiểu như là tính công bằng thì mình đừng có nhìn vô cái hộp. Dạ. Thôi giờ quảnh luôn tì, không đứa nào thấy trước. 1, 2, 3. Trời, múa quá à, anh thắng. Rồi, anh quyết định, anh thi trước. Anh hy sinh trước chưa? Nhắm mắt lại à. Nhắm. Nhưng mà cũng phải để cho anh cảm nhận chứ. Ừ. Cứng nha, cứng nha. Cứng hả? À? Cứng. Cái gì ghê vậy? Cứng. Này cứng mà nó hình trụ nó dài dài. Hình trụ mà nó dài. Thì có cái đầu láng láng. À, gốc cây đa. Gốc cây đa nào, cây đa có lá chứ. Ủa gì hả? Anh lấy đỡ một con nha. Con gì? Này chắc chắn là con rồi, mà cái con gì nè. Con gì? Con quỷ hay con gì á? Trời, con gì vậy trời? Con ngốc trong tình yêu đúng không anh? Con ngốc trong tình yêu đúng không anh? Con từ từ, con này nó có bốn chân ông ơi. Con mèo mèo mèo. Để tập trung chơi đi trời. Con gì vậy trời? Con ác đi. Con ác nha. Con ác đi. Quyết định con ác đi. Ác này, ác này, sai. Trời ơi con. Con nhái. Ê, nó ít được không vậy? Tại ít nhái rồi. Thôi kệ, hoan hỷ, tại vì em cũng là kiểu là nam tính á. Okay, em là một cái chàng trai, em là em khá là ga lăng á. Ừ. Kệ về tới em đúng không ạ? Rồi, anh sẽ hoan hỷ lại với em. Con gì đây, con gì đây, con gì đây. Cái gì vậy? Em cảm nhận, em chọn một đối tượng một thôi. Cho em xin lỗi. À, con nhện. Con nhện. Trời hay quá. Trời ơi, khéo léo. Ê, con nhện nhỏ xíu vậy. Ủa sao tự nhiên đang cho con lớn lớn rồi nó ra con nhỏ xíu vậy trời. Con rồng. Con rồng, con rồng. Trời ơi, đây trúng con rồng luôn quá. Em nghi ở đây có sự sắp đặt. Không có sắp đặt được. Tại vì cái hộp này chắc chắn là anh Hoàng Rapper là người đã ghi hình rất nhiều và hey, có chơi không? Ta từng thấy cái hộp này là lần nào là tôi chết liền đó. Thiệt. Vậy hả? Hey, mới thấy lần đầu luôn, mới thấy con rồng này luôn á. Em tin anh. Ừ. Ghê thiệt. Con kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Đáng nghe. Hình như cái con này cũng lạ hả? Con nhện luôn thì phải. Ý, phải không? Nhện hả? Cảm nhận thấy là con nhện. Cái gì vậy bà? Cái gì mà hết? Cái gì đâu dướng dướng vô cái này, tưởng đâu nhện. Rồi ai đóng màn nhện đi trời ơi. Là trời tự nhiên đưa cái màn nhện ra vậy là sao trời? Anh Hoàng đúng không? Không, anh có vợ rồi, em á, đèn đóng màn nhện đây nè. Anh ơi, em mới xong ngày hôm qua. Mới xong bà khỏi. Em giỡn mà. Mới giỡn nói ha, hai dạ. Tuần trước sao? Dạ không mà người ơi, con đó chỉ là cái tin đồn. Đúng rồi. Rồi, con đúng rồi. Cua 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 cua. Đây là bên tiếp bên cua cua, con cua, con cua, con cua, con. Này thì con cua con tôm tốn tôm. Không phải con tôm, tôm nào mà có cái này. Ủa con bò á, quên lộn, con bò cà. Em mới nói gì vậy? Ý là em nói là con bò cát. À, bò cát. Dạ, đúng rồi. Bò cát. Không, con bò cạp, bò cạp. À, con bò cạp. Dạ, anh đã sai rồi. Tới em á. Hồi móc cái hộp trên nửa, cho nửa tiếng đồng hồ đi à. À. À.
con sáo sang sông nè, con sáo sang sông nè, con sáo sang sông, sáo sổ lồng, sáo bay xa nè, sáo sang sông, sáo bờ lồng, sáo bay xa, con gì sáo mấy, con bắt kè đúng không vợ? Đúng rồi. Thấy chưa? Đúng rồi, trời ơi hay quá. Hoan hỉ bắt kè đúng không? Bắt kè đổ màu hả? Cái thằng lành nó biết đổ màu. Sao lắm con này sẽ tìm hoài không ra con gắn, con gắn tính ra dễ nhất đúng không? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đó nói đáp án trước mới bóc chúng luôn mới ghê chứ. Con gắn. Ui ghê. Ê, giống quá hả? Sao vậy? Em sợ rắn hả? Dạ em sợ không thật ngoài rắn. Ôi, ngoài, em sợ gì? Ngoài rắn ra em còn sợ không gì nữa? Em sợ à. Em sợ siêu black hả? Dạ không ạ. Gì là sợ gì? Em cũng sợ một cái con. Con gì? Mà con tu. Con tu? Con tu. Ý là cái con tu hú á, nó kêu cái tiếng làm mình sợ lắm. Mà kiểu là em á là kiểu là con trai truyền thống nữa. Truyền thống nào vậy em? Không có đâu. Tại vì kiểu là em ở dưới quê kìa mà ba mẹ em khó nữa. Trời. Nên là em thấy mấy con mà dạng con tu mà hú á, sợ lắm. Em la. Tu hú. À cái con bọ hôn. Ủa? Cũng là con nhện á. Ủa chứ đã có con nhện nhưng mà tự nhiên bỏ con nhện chứ gì vậy? Ai biết đâu thì nó sinh sôi, nó là vợ chồng. Rồi xong, vậy là chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Tạm thời Hà đã dẫn đầu và chiếm được ưu thế khi giành chiến thắng ở vòng 1. Yên tâm đi, mình tới 3 vòng luôn đó. Vui okay. Có bao giờ em chơi mấy cái trò này chưa? Dạ chưa, tại vì em không có mò mấy con mà nó như vậy. Chưa giờ mò luôn hả? Không, thực ra là cũng có mò nhưng mà em không mò mấy con này. Dễ thương. Mà bây giờ chúng ta hãy đến với game thứ hai dành cho Bo và Bơ quý vị nha. Thử thách 2, ai ăn được nhiều hơn? Lần lượt từng người sẽ đặt miếng bánh lên một vị trí bất kỳ trên cơ thể của người còn lại. Nhiệm vụ người còn lại là phải làm cách nào ăn được miếng bánh đó mà không dùng tay. Ai ăn được nhiều bánh hơn là người chiến thắng. Em muốn anh tự đặt lên chỗ nào của mình? Dạ, em muốn anh đặt lên trên hả? Nhìn nó xíu dưới vậy ba. Thôi nó... Dở ai? Rồi, anh đặt lên trên vai của anh đi. Vai? Trời khó vậy trời, vậy được chưa? Dạ được rồi ạ. Con à. Trời ơi, cô tè quá à. Nhìn anh giống mấy bé mà thiếu nhi mà kiểu là nhi đồng rồi đó. Từ từ nha. Rớt. Ok, tới anh. Em đặt lên vai anh à. Bây giờ anh yêu cầu em hãy đặt miếng bánh lên cùi chỏ trái của em. Cái cùi chỏ trái. Ok anh. Hả? Ê! Rớt rồi, em đừng có đụng vô. Bỏ cái tay nè. Giờ đây. Anh ơi, em dịnh một cái. Bỏ em không dịnh gì á. Em dịnh tại cái xương em nó cứng lắm. Không biết. Nào vô, vô, khép cùi chỏ vô. Hơi. Rớt rồi, tôi biết cái điểm yếu của em rồi. Là cái cùi chỏ. Rồi, tới em á. Anh đặt lên trên chén anh đi. Trời ơi, chán là hẳn có chuyện truyền thống rồi. Thời tôi tới rồi. Chán nè. Dạ trên chán anh. Nè trái nè. Ok. Rớt. Ui. Ê. Rớt. Ủa sao hay vậy? Truyền thống mà. Tới, tiếp tục. Để ngực đi. Để ngực. Thôi ngửa ra đừng kẹp. Ngực nó hơi lên tới ức rồi. Xuống xíu. Ở đó. Rồi ăn cái gì? Ngực đi. Rồi ăn sao? Ăn đi nè. Hãy lên. Hãy nó lên. Đúng rồi. Hãy nó lên đi em. Cho làm lại, hương hóa làm lại. Dạ. Cái mình hãy từ từ. Hãy. Nó sao mà hãy được. Nè nè em tạo tháng thôi. Lên nè, lên, nâng mông lên. Từ. Tì hai cái vai, hai bên đây. Đúng rồi, nâng mông lên. Nâng lên hãy. Hãy. Mẹ.
Ủa dạ, bây giờ bây giờ anh kêu em hãy thì em hãy chứ bây giờ hãy thì đừng có nè nè ví dụ vậy nè đó anh đang hãy vô mặt em đó anh thấy chưa anh quá trời luôn á đó hả chơi đấy game mẹ em luôn chạy đấy hãy không được ráng hãy đi tập hãy cho quen trời đó giờ em có bao em có bao giờ hãy đâu ta hãy em không hả ta hãy em không hả hả hãy đi hãy hai ba hãy hãy một hai hãy hãy không có được nhìn kỳ lắm giờ sao vậy là cái trò chơi đã trải qua một cách chóng vắng và ở rapper thì ăn được nhiều bánh hơn nên hoàn thắng ở phần thi này ừ nào, khó quá một cái game nói chung là rất là ngây thơ và trong veo trong veo dành cho bé Hoàng Thiểu Năng và bé Bo Tức Nơ đó nhưng mà bù lại cái bánh ngon bánh ngon dạ, dịu ha và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến game thứ ba quý vị nha ừ. Thử thách 3 đưa bóng về đích. Trò chơi có 2 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Một người là người vận chuyển, một người còn lại là người cản phá. Người vận chuyển sẽ không được dùng tay chạm bóng khi di chuyển, mà chỉ dùng vợt để múc bóng từ rổ xuất phát về đích. Người cản phá có một chiếc búa hơi và một bịt mắt, và chỉ được đứng tại chỗ, tìm cách cản phá búa không cho người vận chuyển đưa bóng về đích. Hiệp 2 đổi vai trò. Sau 2 hiệp, ai đưa được nhiều bóng về đích hơn là người chiến thắng. Bây giờ em muốn bị bịt mắt trước hay là em đem bóng về đích trước? Em nghĩ là em sẽ đem bóng về đích trước. Rồi, giờ anh sẽ bịt mắt trước ha. Chuẩn bị, 5 phút bắt đầu. Ủa qua rồi đó hả? Ghê vậy? Dạ qua rồi anh. Ghê thiệt. Có vượt qua khỏi vạch đen không dạ? Không. Ôi nín thở đồ hen. Chơi xong trò này chắc mặt tím ngắt. Cái chuồng nó ghê lắm. Phải như mình phải luyện kỹ năng là đi một chân thì tốt. Nó lẹ ghê á. Đúng là mèo méo meo mèo meo mà. Ghê thiệt. Nói chuyện giao lưu tương tác cho vui chứ chơi game gì im quá buồn ngủ quá. tôi nghe tiếng banh rớt rồi nha. Không chơi anh Giang à. Trúng rồi phải không? Hình như có trúng rồi đó. Trúng nhưng mà rất tiếc là coi như là hả em phải cho bóng vào cũng rõ rồi. Ừ. Anh có thể nhanh hơn em không? Ui. 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 Hey hey. Ui. Đúng rồi, xin hỏi. Ui. 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 Tính mừng lên. Nhưng mà cứng ngùa vậy trời. Đính múa gì không cũng mệt lắm rồi. Nhanh đi, 10 giờ đá banh rồi đó. Cũng là nhanh nhưng mà nó cũng lạ lắm anh. Đây nè anh ơi. Anh Phan cái gì mà anh Phan cứng người vậy anh Hoàng? Anh không biết, anh vô đại anh biết gì đâu. Phan gì đâu mà em muốn sang chớ tâm lý luôn ấy. Thằng điêu đây hít chốc kiếm mà bích chốc 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 chố
nó qua nữa rồi. Thì các em có đập mặt vô cái tường không vậy? Dạ. Anh ơi, cao hơn sao mình còn tranh thủ được? Huy, 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 Huy chẳng chi chi hả chú? Thôi. Ôi trời ơi. Hết giờ rồi. Ôi trời ơi. Cậu nhiều á? Rồi hả? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ghê thiệt, 8 trái bóng. Trời ơi, làm sao em vượt qua được cái thử thách này đây quý vị? Trong đó có một trái bóng là chạm tay nên loại ra còn 7 trái bóng. Ui, trời sao ơi, 7 vậy? Bóng, ai biết biên tập báo gì á. Ủa, qua rồi đó hả? Tới em nè. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của Hoàng Đá Bơn. Hy vọng tôi sẽ vượt qua được sự truy cản của bé bò. Trời, thấy chưa, tôi nói mà cái tay nó rộng lắm, nó quơ một cái một là nó hết nguyên cái đường kính này cũng rồi. Không. Ê, bớt múa được không? Bớt múa được không? Cho người ta chơi với, bớt múa được không? À, múa đi, múa đi, múa cho nó mệt đi rồi. Nghỉ. Ê, về YouTube coi lại hai mình như hai đứa khùng á. Ôi, 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 ôi. Rớt ra ngoài luôn nè. Rớt ra ngoài rồi. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Ừ, quất mạnh lên cho bể đèn đi. Cái gì mà ghê vậy trời. Ui. Làm phép, làm phép. Làm phép, làm phép. Làm phép. Vô hả? Vô. Ôi. Ui, 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 ui dạ. Ui, ui dạ. Anh nấu mà. Cái gì ghê vậy? Trời, quyết liệt lắm. Chuẩn bị, tiếp tục nào. Ủa? Anh vô luôn mà hả? Vô, giống vô. Hả? Sao khéo hả? Trời, anh mà cưng. Ui. Ui. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Ủa? Anh vô được không? Sống vô. Anh mà. Ủa sao vô hoài vậy hả? Anh đừng có vô nữa. Ủa anh ơi, anh ơi, anh ơi. Trời, nó chắn nữa rồi. Nó chắn tiêu thật. Em xin lỗi anh. Trời ơi, em xin lỗi anh. Ủa là anh vô hay anh ra vậy? Vô, không vô. Hey, hey. Nó quất ngay trái banh luôn á. Nó quất ngay trái banh luôn á. Ủa gì hả? Hay vậy? Ôi vui quá. Ôi 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 anh ơi, anh ơi. Ôi, từ từ. Khoan, em nói nhà nghe nè, đứng yên đó, từ từ. Anh cứ đứng yên đó đã, từ từ, anh đứng nguyên vị trí đó. Ôi, anh. Em mù nhưng không có điên đó. Ôi. Ui, anh ơi, anh ơi, anh ơi, từ từ, khoan. Từ từ. Anh đừng có lớt tới đây. Anh không được lớt tới đây, nhân danh thủ lĩnh thẻ bài. Đừng lớt. Đừng lớt. Ủa, anh đang đâu vậy? Từ từ. Từ từ. Đi chết cha rồi, em đang đứng dưới vòng. Cái vòng nào dễ. Ý. Ồ. Oh.
Nào mày, mày chơi nhẹ nhẹ tới nhà cả rồi quýnh gãy giò à. Chú anh hả? Chúng đâu vợ? Chúng ngay chỗ hiểm. Ủa gì hả? Cho thôi, để em cầm Uber nhẹ vậy. Ui anh ơi, từ từ. Anh ơi, em mà có lỗi đụng anh cho em xin lỗi nha. Để em đưa thấp xuống dưới. Trời mà nói cái xin lỗi hoài, chắc thẻ đỏ quá à. Dạ đau. Thấy chưa? Bà coi. Coi, coi, coi. Coi, coi, coi. Trời ơi thì đừng ai gây lộn với bé Ba. Nó mà nổi cơn lên là thấy bà. Thành tích của mình đi sao? Ui trời. Bình thường, trời ơi, sân trái ra cũng chưa. Như đây là nhầm nhò gì. 1 2 3 4 5 6 ha. Ha. Mệt quá. Quá trộn bé. Mệt quá. Kính thưa quý vị, quanh đây. Như vậy là trải qua trò chơi thứ 3 thì Trần Đức Bo có được 7 điểm và Rapper có được 6 điểm. Người chiến thắng ở vòng này đó chính là bé Bò. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bé Bò ạ. Và như vậy là sau khi trải qua cả 3 trò chơi cùng với Đa Du ngày hôm nay thì Hòa Đất Bơ đã giành được chiến thắng với 2 trò chơi, có được số điểm cao hơn mà cũng là may mắn thôi. Chứ bé Bò con này biết mình giặt hả? Chơi nhường quá nhường. Nhường nổ bầm tím hết cơ thể. Xây xác hết tay chân. Xin lỗi anh. Trời ơi, mệt. Chân Du là chính, hiểu không? Có khi nhờ mấy này về tôi xăm mình luôn, tôi làm kỷ niệm Trần Đức Bò. Xăm lên đi cô Nhi Mu. Hả? Cô Nhi Mu là gì? Nickname của em. Cô Nhi Mu. Dạ. Ủa, em giải thích cái tên cô Nhi Mu là gì không? Thì từ từ để có gì về em giải thích sau cho anh. Ủa, vậy hả? Dạ, dạ. Inbox riêng phải không? Dạ đúng rồi, inbox vùng kín rồi đó. Cảm ơn Trần Đức Bo ngày hôm nay rất là dễ thương, đáng yêu, đến đây chia sẻ nhiều câu chuyện và bên cạnh đó là trải qua những trò chơi cùng với Đê Du. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À quên, chưa được. Thời lượng còn. Cái khúc này là dành cho hình phạt cho ngành người thua cuộc. Ủa sao giờ nãy đi ra ngoài anh nói với em là tối là nhìn hình phạt em xong mà. Trời ơi, tối là cái chuyện của hai đứa mình, còn bây giờ là chuyện của khán giả chưa đây. Hình phạt đơn giản thôi. Quý vị, ngay tại trung tâm sân khấu bây giờ sẽ là nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, Trần Đức Bo, với một đoạn nhạc ngẫu nhiên hãy thể hiện được những đường cong thật quyến rũ. Đừng cứu tôi.